cần thủ lên hàng nha anh em. Đây cầu Phú Long. Má hàng hàng khủng nè. Cá nó chưa lú đầu lên nữa. Đâu rồi? Coi chừng nó chạy vô chả. Coi chừng nó chạy vô chả chứ. Kìa. Thấy rồi. Ép cho nó đứng. Lộ nó xuống dưới á. Lộ nó xuống mé đó, nhờ người Dìu cho nó mệt đi rồi hồi cái quẹo của nó qua bên đó. Quánh bánh mì hả? Đừng có nắm dây. Khi ông buông dây ra đi, lấy cái xô hứng thôi, nắm dây nó giật thôi sảy á. Rồi vô rồi. Rồi. Chưa vô nữa. Chắc cỡ 6-7 kg á.